Một cuộc tranh tài gây cấn, thử sức với thể thức mới lạ, liên tục trong 2 giờ đồng hồ. Mỗi đội đua phải hoàn thành quãng đường lên đến 150 km. 20 tay đua tranh tài ở thể thức sprint, 24 đội đua thi đấu trong thể thức endurance. Và ngay bây giờ thì đại diện Mico thì Quân sẽ phỏng vấn anh Duy, chủ nhiệm của câu lạc bộ Sài Gòn United Motorsport. Chào anh, mà sau khi anh hoàn tất vòng đua của mình thì anh đang có cảm giác như thế nào? Hiện tại thì đội của mình vẫn đang đua ở ngoài, nhưng mà cái trách nhiệm của mình đối với đội trong cái cuộc đua endurance này đã hoàn thành rồi. Thì thực sự mình hơi thất vọng, bởi vì là so với cái thành tích mà khi tụi mình practice ngày hôm qua, thành tích của tụi mình rất tốt. Nhưng vì lý do kỹ thuật, ở đây là những chiếc xe dùng chung với tất cả các đội khác, cho nên đội của mình kể cả endurance hay là kể cả sprint chỉ vừa warm up thôi thì xe đã có vấn đề rồi. Cho nên là cái thành tích bây giờ nó không có được tốt lắm, và mình hơi thất vọng về chuyện này. Và theo anh cảm nhận thì quy mô cũng như là các vấn đề về chuyên môn của giải go-kart năm nay như thế nào? Thực sự đối với Việt Nam thì cái giải go-kart năm nay đã cải thiện được rất nhiều về cả quy mô cũng như là cái chất lượng kỹ thuật. Tuy nhiên ở Việt Nam mình môn này cũng chỉ là mới bắt đầu thôi. Mình nghĩ chỉ 1-2 giải nữa thì mới cải thiện được những vấn đề họ đang gặp, và lúc đó cái môn go-kart này sẽ công bằng và vui vẻ hơn đối với mọi người khác. Theo anh cảm nhận thì liệu rằng môn go-kart này sẽ lớn mạnh, phát triển một cách lớn mạnh, rất là lớn mạnh ở Việt Nam mình hay không, và bằng cách nào để đạt được điều đó? Mình nghĩ cái câu hỏi này thì các khán giả đang xem cái chương trình này sẽ trả lời. Đối với mình thì trước hết để chơi go-kart này là mình tham gia được một ngày trước đây. Mình được sống trong không khí của motorsport, và mình cảm thấy mặc dù kết quả nó có thể không tốt so với kỳ vọng ban đầu, nhưng đối với mình đó là vui rồi, bởi vì Việt Nam mình không có tổ chức được nhiều cái giải như vậy. Đến với câu lạc bộ của bên anh, câu lạc bộ Sài Gòn United Motorsport, để làm quen với bộ môn eSport này thì các bạn trẻ cần những điều gì? Ví dụ cần đến đâu, cần gặp những ai, và cần những điều kiện cần và đủ nào để mà có thể tham gia bộ môn này? Thực tế thì ngay tại hiện tại các bạn có thể gửi cho câu lạc bộ thông qua fanpage hoặc qua email cái thành tích tốt nhất của các bạn khi các bạn chơi bất kỳ một cái loại game nào. Ví dụ như hiện tại trên mobile của bạn, nếu như bạn có game Asphalt hoặc game Need for Speed hoặc là Real Racing, các bạn cứ đua ở bất kỳ một cái vòng nào đó và gửi lại cái best lap của bạn cho chúng mình, tụi mình sẽ chủ động liên hệ. Rồi cái thứ hai là điều kiện để mà tham gia thì hoàn toàn là open cho tất cả các bạn. Ai chỉ cần có kỹ năng, chỉ cần có niềm đam mê và thực sự nghiêm túc theo đuổi thì tụi mình sẽ đồng hành cùng. How do you think about the scale of this tournament? For the scale of the tournament for Vietnam, it was a premiere for me, and I was quite impressed to see so many people here today. The level was really good. We sometimes come here and it was really impressive. We saw like very good luck. It was very very good. How hard did you practice to be this good? Overall in karting, I've practiced about nearly over a year now. Every week? For this race, I practiced with the 4T stroke with my team since yesterday. So what is your next target and next level do you want to reach? I'm hoping to reach Formula One if I'm confident. Yeah. But I'll probably try and reach higher levels of motorsport. So, do you think the racing is gonna be big in Vietnam, and what should we do to make it bigger in Vietnam? Making motorsports more common in Vietnam, like hosting more events like this. Yes. More frequently, we'll probably get more people to like join in and participate, and that's how I think motorsports will grow in Vietnam. Very nice. Thank you so much. Congratulations. Thank you. Thank you.